các em học sinh, cho phép tôi được thay mặt cho ban tổ chức xin gửi tới quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh cùng toàn thể các em học sinh tham dự cái lớp học bơi lần thứ nhất ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh và các em học sinh thân yêu, theo thống kê của các tỉnh trong cả nước chúng ta thì đuối nước là nguyên nhân hàng đầu đã gây ra tử vong nhiều nhất cho trẻ em ở độ tuổi vị thành niên. Trung bình mỗi một năm có hàng nghìn trẻ em bị thương vong do đuối nước, đặc biệt xảy ra vào thời điểm là mùa hè và mùa mưa bão. Tổng hợp theo báo cáo của các sở bộ từ các tỉnh thành phố trong cả nước, tỷ lệ trẻ em Việt Nam biết bơi chiếm dưới 30%. Chính vì vậy, việc phổ cập bơi và kiến thức kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em là giải pháp hết sức cấp thiết để nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước. Với vai trò là môi trường về giáo dục và trang bị kỹ năng sống cần thiết trong môi trường giáo dục, thì nhà trường đã tổ chức những các trường tiểu học đã tổ chức các cái khóa học bơi nhằm trang bị kỹ năng cần thiết cho các em. Chương trình học bơi an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em trong các trường được thực thi và tiến hành đề án bơi để dạy đào tạo kỹ năng huấn luyện học sinh nhằm tiến tới không còn học sinh bị đuối nước thương tâm. Bể bơi thông minh mang lại cho các trường tiểu học triển khai trên địa bàn trong toàn huyện đáp ứng cái lòng mong mỏi của học sinh cũng như phụ huynh trên các địa phương trong các xã trong huyện. Thực hiện cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 16-2000 và sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dương, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tứ Kỳ và thực hiện cái nhiệm vụ năm học 2018-2019, trường tiểu học Minh Đức B lắp đặt xong bể bơi di động và mang đến cho các em học sinh của địa phương ta những điều hết sức tốt đẹp trong mùa hè này để các em học sinh có dịp trải nghiệm và bổ sung kỹ năng sống của mình. Ban giám hiệu nhà trường sẽ hướng tới đưa môn bơi thành hoạt động ngoại khóa bổ ích trong kỳ nghỉ hè cho các em, vừa giúp các em hoàn thiện thể chất, vừa hướng tới cho các em hoạt động thể thao lành mạnh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh học sinh, hôm nay trong không khí vui mừng của buổi khai trương, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp các ông bà đã đến dự và chúc mừng. Đại biểu phòng giáo dục, tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Xuân Trường, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía địa phương, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Lăng, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Đức cũng đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Các ông bà là đại diện toàn thể của các đoàn thể địa phương cũng đã về dự, và ở phía nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu cô giáo Trần Thị Minh Hải, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cùng tập thể các thầy cô giáo đã có mặt đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và lực lượng để ủng hộ cho bể bơi thành công đó là đại diện cho các phụ huynh học sinh của hai nhà trường đã về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt cổ vũ. Đặc biệt hơn nữa là trong cái buổi khai trương ngày hôm nay, chúng ta cũng đã được đón hơn 100 em đã tham dự khóa học bơi lần thứ nhất này. Xin được chào đón các em. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Xuân Trường, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ, cho nên tặng hoa chúc mừng buổi lễ khai trương của thầy và trò trường tiểu học Minh Đức ngày hôm nay. Xin kính mời cô Trần Thị Minh Hải nên nhận hoa.
toàn thể chúng ta trong một tràng pháo tay để chào đón cái tình cảm có dành cho thầy và trò trường tiểu học Nguyễn Thị Minh. Và xin trân trọng là cảm ơn ông. Chúng ta nở một tràng pháo tay cổ vũ tình cảm của ông dành cho thầy và trò trường ta. Và xin được trân trọng cảm ơn ông. Để cổ vũ cái sự thành công của khóa học bơi lần thứ nhất, hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Minh Đức B và Phạm Thị Tuyết Thanh cũng có bó hoa đến chúc mừng thầy và trò trường tiểu học chúng ta. Xin trân trọng kính mời bà đến tặng hoa. Mời cô Trần Thị Minh Hải đến nhận hoa. Xin được nở một tràng pháo tay để chúc mừng tình cảm của và dành cho thầy trò trường ta. Sau đây tôi xin trân trọng cô giáo Trần Thị Minh Hải, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ nên đọc lời khai mạc của giải bơi ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các bậc phụ huynh học sinh, các thầy giáo cô giáo cùng toàn thể các em học sinh. Thực hiện công văn số 1564 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 4 năm 2019 về việc tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước cho các em học sinh trong dịp hè 2019. Để khắc phục, phòng chống, hạn chế các vụ tai nạn đuối nước đối với các em học sinh, đặc biệt là trong thời gian nghỉ hè năm 2019, được sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường, sự đồng ý của Ủy ban nhân dân và phê duyệt của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tứ Kỳ, hôm nay trường tiểu học Minh Đức B long trọng tổ chức khai mạc lớp học bơi phòng tránh tai nạn đuối nước cho các em học sinh. Về dự với buổi khai mạc hôm nay, nhà trường vinh dự được đón đồng chí Lê Xuân Trường, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Hữu Lâm, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cùng các ông bà đại diện cho hội phụ huynh học sinh hai nhà trường tiểu học xã Minh Đức, các ông bà trưởng thôn sở tại, các thầy giáo cô giáo của trường tiểu học Minh Đức B. Thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Ngày hè bổ ích, lý thú và hoàn thành chương trình học tập thật tốt. Đến dự và đưa tin hôm nay, nhà trường còn được đón ông Nguyễn Thiên Điểm, trưởng đài truyền thanh xã Minh Đức. Đề nghị toàn thể các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể em học sinh hãy nổ một tràng pháo tay giòn giã nhất để chúc mừng buổi khai mạc bơi hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, chương trình dạy bơi cho các em học sinh trường học Minh Đức B là một hoạt động trong các hoạt động nhằm giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh trong năm học, giúp các em có kỹ năng cơ bản về môn bơi nội, kỹ thuật bơi, phương pháp cứu người bị đuối nước, đồng thời nắm vững kỹ năng phòng tránh đuối nước để có thể tự bảo vệ mình, góp phần hạn chế tai nạn đuối nước. Đây là một hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh trong dịp hè. Thông qua lớp học, các em được tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt trong một môi trường giáo dục lành mạnh, tránh xa các tai tệ nạn xã hội. Lớp học cũng góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tạo lối sống văn hóa lành mạnh tại địa phương xã Minh Đức. Các em học sinh tham gia lớp học sẽ được học 20 bài trong chương trình dạy học theo quy định, gồm hai kỹ thuật bơi cơ bản, đó là bơi sải và bơi ếch. Sau đó sẽ được học nâng cao dần. Lớp học bơi còn tạo sân chơi vui vẻ, lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho các em, giúp các em có ý thức kỷ luật tốt, đoàn kết, thương yêu và đặc biệt là kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, thương tích trong trường học cũng như trong đời sống hàng ngày. Thông qua chương trình học bơi, 100% các em học sinh có kỹ năng bơi, giúp các em học sinh là những tương lai của đất nước, vững vàng về kiến thức, khỏe mạnh về thể chất, phát triển năng lực, dồi dào kỹ năng sống, tạo điều kiện cho các em được phát triển toàn diện nhất, góp phần thực hiện chương trình vì tầm vóc Việt. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các em học sinh, với khuôn viên bể bơi có diện tích chiều dài 18,6m, chiều rộng 8,1m, chiều cao 1,2m, nguồn nước và hệ thống lọc tuần hoàn đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, cùng đội ngũ các thầy giáo có nhiều kinh nghiệm dạy bơi đã được tập huấn kỹ càng về kỹ năng bơi, kỹ năng sơ cấp cứu cho học sinh, chắc chắn sẽ mang lại cho các em nhiều điều lý thú. Sau buổi lễ khai mạc, các em sẽ được huấn luyện viên hướng dẫn thực hành ngay tại bể bơi. Lớp học bơi, tôi xin tuyên bố khai mạc lớp học bơi hè 2019 trường tiểu học Minh Đức B. Xin trân trọng cảm ơn. Tốt cái nội quy của lớp học bơi, em Nguyễn Thị Ngọc Ánh sẽ lên phát biểu ý kiến của mình
và thực hiện cái lời hứa, thực hiện tốt cái nội quy lớp học bơi. Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh yêu quý, hôm nay em rất vui mừng và phấn khởi được đại diện cho các bạn học sinh tham gia khóa học bơi đầu tiên tại trường tiểu học Minh Đức B lên phát biểu cảm nghĩ của mình. Em xin gửi lời cảm ơn đến các bác lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo và các bậc cha mẹ đã tạo được kiện cho chúng em có một sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe và phòng chống tai nạn đuối nước. Chúng em xin hứa sẽ chấp hành tốt các nội quy định của bể bơi, tích cực luyện tập để đạt kết quả cao nhất trong suốt quá trình học bơi. Em xin chân thành cảm ơn. Nghe cái lời phát biểu, lời hứa thực hiện tốt nội quy của lớp học bơi. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu cô giáo Phạm Thị Phương Thúy, là giáo viên dạy bơi, sẽ lên nhắc nhở các em trong lớp học bơi lần thứ nhất này. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện trong phòng giáo dục, các đồng chí lãnh đạo địa phương, thưa ban giám hiệu nhà trường, các bậc phụ huynh và các em học sinh, được sự quan tâm và chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo, các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng ban giám hiệu nhà trường đã đưa bể bơi đầu tiên về địa bàn xã Minh Đức. Kính thưa quý vị đại biểu, chương trình dạy bơi cho các em học sinh trường tiểu học Minh Đức B và các em học sinh các trường tiểu học lân cận là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động nhằm giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh, giúp các em có kỹ năng cơ bản về môn bơi lội, các kỹ thuật bơi, phương pháp cứu người khi bị đuối nước, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho các em, giúp các em có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, yêu thương nhau, giúp các em học sinh vững vàng về kiến thức, khỏe mạnh về thể chất, phát triển năng lực, dồi dào kỹ năng sống, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện nhất. Đồng thời, đây còn là sân chơi giúp cho các em có những ngày hè bổ ích. Ngoài việc dạy bơi cho các em học sinh, nhà trường nhận dạy bơi cho tất cả những ai có nhu cầu học bơi, không phân biệt lứa tuổi để rèn luyện sức khỏe. Thay mặt cho các thầy cô huấn luyện, chúng tôi xin hứa sẽ truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất về một số kiểu bơi và các cách phòng chống đuối nước cho người học, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình học. Và để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao nhất, người học phải chấp hành tốt nội quy của bể bơi để đạt kết quả cao nhất, trang bị quần áo, kính mũ để việc học bơi đạt kết quả cao nhất. Kính mong sự hỗ trợ cộng đồng trách nhiệm của phụ huynh, ban giám hiệu và các đồng chí lãnh đạo địa phương để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Giới thiệu lãnh đạo địa phương ông Nguyễn Hữu Lăng, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, sẽ lên phát biểu đôi lời với thầy và trò trường chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Phạm Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo huyện Tứ Kỳ. Kính thưa đồng chí lãnh đạo địa phương, trong ban ngành đoàn thể của xã, kính thưa đồng chí lãnh đạo của hai nhà trường, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh, cùng toàn thể các cháu học sinh yêu quý, hôm nay là những ngày cận kề chuẩn bị tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 trong dịp hè đã tới. Lãnh đạo hai nhà trường phối hợp tổ chức khai mạc lớp học bơi cho học sinh tiểu học. Đây là một việc làm hết sức thiết thực, bổ ích, đầy ý nghĩa, mang tính giáo dục toàn diện, kỹ năng cho trẻ. Về dự buổi khai mạc hôm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể của xã, tôi xin được nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, sáng tạo, đầy trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo hai nhà trường. Là trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo phòng giáo dục. Các đồng chí đã dành tình cảm, trách nhiệm
và sâu sắc với sự nghiệp giáo dục của xã Minh Đức nói chung. Và hôm nay đồng chí Phạm Xuân Trường đã về dự, dành thời gian về dự buổi khai mạc lớp tập bơi này. Thưa toàn thể các vị đại biểu, các bậc quý học sinh, cùng toàn thể các cháu học sinh yêu quý, môn học bơi là môn thể dục thể thao bồi dưỡng nâng cao thể chất và sức khỏe, nhưng góp phần hết sức quan trọng để phòng chống tai nạn đuối nước hiện đã và đang rình rập ở những lứa tuổi vị thành niên. Trong một điều kiện môi trường công nghiệp bây giờ, tất cả các hồ ao bơi đều không thực hiện được, và địa phương Minh Đức chúng ta thì cũng chưa tổ chức xây dựng được các cái bể bơi cộng đồng tập trung. Và chúng tôi thấy rằng là sự sáng tạo đầy trách nhiệm của đồng chí lãnh đạo nhà trường Đại học Minh Đức B cùng với nhà trường Minh Đức A đã thực hiện nội dung này rất là tốt. Trong quá trình tổ chức thực hiện, tôi đề nghị trước hết là về phía địa phương, đồng chí trưởng đài truyền thanh, đồng chí bí thư đoàn xã và phó ban chỉ đạo đồng hè cùng đưa tin tuyên truyền, tham gia phối hợp một cách tích cực hiệu quả, để các bậc phụ huynh học sinh cùng phối hợp nhiệt tình quan tâm hơn nữa và nâng cao nhận thức nhiều, phối hợp tốt với các thầy cô trong quá trình mở lớp. Tích cực tham mưu với lãnh đạo đảng chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với các lãnh đạo của hai nhà trường Tiểu học Minh Đức A, trường Tiểu học Quang Khải cùng các trường Tiểu học lân cận khác để tổ chức tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, để sau lớp học bơi này chúng ta sẽ có một số các lớp học bơi tiếp theo trong hè năm 2019. Chí lãnh đạo đảng chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo đã tạo nên cho trường Tiểu học Minh Đức B được bể bơi và tổ chức lớp học bơi đầu tiên tại xã Minh Đức. Thay mặt cho lãnh đạo phòng đào tạo, xin chúc các em học sinh của lớp học bơi khóa đầu tiên của trường Tiểu học Minh Đức B sẽ hoàn thành cái chương trình bơi và biết bơi, đồng thời hoàn thiện các kỹ năng phòng chống đuối nước và kỹ năng tự bảo vệ mình. Xin trân trọng cảm ơn. Bế mạc lễ khai mạc bơi của lớp học bơi hè 2019 tại đây. Xin kính mời các vị đại biểu về văn phòng uống nước, và các em học sinh sẽ theo chỉ đạo của cô Thúy để cô Thúy sẽ hướng dẫn các em một số cái nội dung tiếp theo. Các em ngồi tại chỗ và theo hướng dẫn của cô Thúy.